Sau hơn nửa thập kỷ thất bại, ông Hoàng Phim Giác đã tìm thấy chiếc phao cứu sinh cho mình. Việc tham gia Thừa Hoan Ký được xem là cứu cánh sau cùng của Hứa Khải sau hơn nửa thập kỷ ngụp lặn. Sự nghiệp của nam diễn viên sinh năm 1995 vẫn loay hoay thoát khỏi mác hot boy Tử Cấm Thành sau nhiều năm nhưng liên tục thất bại. Giờ đây khi yêu Dương Tử ở phim mới, Hứa Khải được cho là có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ. Thống kê từ DataWin, nhân vật siêu Chí Minh của Hứa Khải hiện đang hot nhất Thừa Hoan Ký khi có chỉ số nhiệt độ chiếm đến 43%, cao hơn cả Mạch Thừa Hoan của Dương Tử là 40%. Sau một tuần phim lên sóng, tài khoản mạng xã hội của Hứa Khải cũng tăng thêm 307.000 fan, có mức tăng trưởng cao nhất trong dàn cast phim. Trong khi trên VinLinkedIn, Hứa Khải đang làm sao nam có chỉ số nhiệt độ cao nhất trong bảng xếp hạng nhân vật ngày, thành tích mà đã rất lâu rồi Hứa Khải chưa đạt được. Nhờ cách thể hiện vai chàng tổng tài Diêu Chí Minh duyên dáng, Hứa Khải nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng. Nhiều trích đoạn hình ảnh biểu cảm thú vị của Hứa Khải gây sốt mạng xã hội. Qua đó, nam diễn viên cũng được khen diễn xuất tiến bộ, đã thấu hiểu nhân vật hơn chứ không một bộ dạng đờ như tượng ở những dự án trước. Biểu cảm nhăn nhó của Hứa Khải cũng nhanh chóng thành đề tài hot trên mạng xã hội, được nhiều khán giả bàn luận và yêu cầu diễn lại ở những buổi giao lưu phim. Tại Việt Nam, không ít khán giả cho rằng Hứa Khải đang dần dần được chú ý và yêu thích hơn cả Dương Tử trong phim. Từ khóa Hứa Khải đẹp trai nhưng xéo sắc cũng từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội Weibo, càng minh chứng cho việc chàng sao nam đã diễn giải và thể hiện nhân vật khá thành công, thuyết phục được người xem. Vừa qua, anh cũng được đài truyền hình trung ương CCTV phỏng vấn về nhân vật trong Thừa Hoan Ký, cho thấy sự lan tỏa của anh nhờ dự án mới lần này. Có một số khán giả tiếp tục gọi tên Dương Tử và danh xưng vượng nam chính nổi tiếng của cô, rằng nữ diễn viên cũng có công lao giúp cho Hứa Khải bật lên trở lại. Trước đó, Dương Tử được tặng cho danh xưng này sau khi những nam chính trong phim cô đóng đều thành danh như Lý Hiện trong Cá Mực Hầm Mật, Đặng Luân trong Hương Mật Tự Khói Xương hay gần đây nhất là bộ ba Trường Văn Ý, Đàn Kiện Thứ và Đặng Vi của Trường Tư Tư. Song có không ít ý kiến khẳng định điều này phần lớn phụ thuộc vào nỗ lực của riêng Hứa Khải chứ không hẳn hoàn toàn do Dương Tử giúp sức. Trước Thừa Hoan Ký, tình trạng sự nghiệp của Hứa Khải đáng báo động. Kể từ Diên Hy Công Lược cho đến nay đã 6 năm trôi qua, Hứa Khải chưa có thêm quả ngọt nào. Anh bị gắn mác biệt danh ông Hoàng Phim Giác thế hệ mới vì liên tục có những phim bị đánh giá thảm họa. Nhiều khán giả hy vọng sau Thừa Hoan Ký, Hứa Khải sẽ thật sự trở lại thật mạnh mẽ. Chúng mình là Tốt Sao Hoa, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.